cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh xử lý nhiều học sinh, sinh viên chạy xe không đội mũ bảo hiểm. Bị đội cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh xử lý các lỗi không đội mũ bảo hiểm, xe không gắn gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không xuất trình được giấy đăng ký xe. Nhiều học sinh, sinh viên nói sợ hư tóc, gấp đi học. Sáng ngày 1 tháng 10, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tuần tra kiểm soát, xử lý tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm giao thông. Cảnh sát giao thông lập biên bản học sinh chạy xe máy không có gương chiếu hậu bên trái, không cài quai mũ bảo hiểm lúc 6 giờ 30 cùng ngày trên đường Võ Văn Ngân, đoạn trước nhà thiếu nhi Thủ Đức. Cảnh sát giao thông phát hiện 3 nam học sinh chạy 3 xe máy vi phạm giao thông. Cụ thể, MPHHH, 16 tuổi, học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ thông HS, chạy xe máy nhưng không cài quai mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái. Chạy phía sau là MTT, 16 tuổi, học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ thông LT, chạy xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Còn MMT, 17 tuổi, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông HS cũng không đội mũ bảo hiểm và tại thời điểm kiểm tra, em này không xuất trình được giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe. Các nam sinh viện lý do nhà gần, gấp đi học nên không đội mũ bảo hiểm, không kịp cài quai nón, quên mang theo giấy tờ xe. Giải thích lý do xe không gắn gương chiếu hậu bên trái, một nam sinh nói rằng theo xu hướng giới trẻ hiện nay, gắn gương y rất mất thẩm mỹ. Nam sinh chạy xe không gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe bị cảnh sát giao thông lập biên bản sáng ngày 1 tháng 10. Cũng tại đây, cảnh sát giao thông phát hiện 5 sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Thủ Đức chạy 4 xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau cũng không đội mũ bảo hiểm. Xe không gương chiếu hậu bên trái, không có giấy phép lái xe, tại thời điểm kiểm tra không xuất trình được giấy phép lái xe. Cùng thời điểm, một tổ công tác khác lập chốt trên đường Võ Văn Ngân, đoạn thuộc P Bình Thọ, xử lý nhiều học sinh lớp 10, 11 và 12 với các lỗi như trên. Trong đó, có học sinh nữ lấy lý do mới gội đầu, sợ rối tóc nên không đội mũ bảo hiểm khi chạy xe. Trong khoảng 1 giờ, phóng viên ghi nhận cảnh sát giao thông phát hiện, lập biên bản 14 trường hợp là học sinh, sinh viên vi phạm giao thông. Đối với những học sinh, sinh viên xa trường, cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa đến trường để kịp giờ vào lớp. Theo quy định, người điều khiển xe máy không gắn gương chiếu hậu bên trái bị phạt 100.000 đồng, không đội mũ bảo hiểm bị phạt 400.000, 600.000 đồng, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm bị phạt 400.000, 600.000 đồng, không xuất trình được giấy đăng ký xe bị phạt 800.000, 1.000.000 đồng, buộc bổ sung sau khi đến làm việc tại trụ sở cảnh sát giao thông. Không có giấy phép lái xe bị phạt 1.000.000-2.000.000 đồng. Ngoài ra, chủ đăng ký xe máy còn bị phạt 800.000, 2.000.000 đồng khi giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe. Mức phạt tiền trên được áp dụng đối với cá nhân. Đối với chủ xe là tổ chức thì mức phạt tiền cho hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện từ 2.000.000-6.000.000 đồng. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, cảnh sát giao thông còn gửi thông tin, biên bản vi phạm đến trường, lớp nơi các học sinh, sinh viên đang học để có biện pháp giáo dục, chấn chỉnh. Ngoài phạt tiền, thông tin và biên bản vi phạm sẽ được cảnh sát giao thông gửi đến trường, lớp nơi các học sinh, sinh viên đang học để có biện pháp giáo dục, chấn chỉnh.